Manchester United quay trở lại vụ Rabiot. Manchester United đã tiếp cận tiền vệ Adrian Rabiot để bàn bạc về một vụ chuyển nhượng tiềm năng đến Old Trafford vào hè này. The Athletic đưa tin, hợp đồng của tiền vệ 28 tuổi với Juventus sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới, và đại diện Serie A đang cố gắng thuyết phục anh gia hạn thêm một năm. Rabiot có mối quan hệ tốt với huấn luyện viên Marc Allegri và là một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất của Juventus mùa trước. Thực tế là hồi hè năm ngoái, Manchester United đã đánh tiếng hỏi mua Rabiot song rốt cuộc rút lui vì không thể đồng ý các điều khoản cá nhân với tiền vệ này. Cụ thể là yêu cầu quá cao về tiền lương. Tuy nhiên, trong bối cảnh cần tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa, quỷ đỏ một lần nữa quay lại tiếp cận Rabiot. Hy vọng có thể đưa anh về Old Trafford. Rabiot đã có một khoảng thời gian ở học viện của Man City năm 2008 trước khi trở về quê hương Pháp. Hồi tháng 12 năm ngoái, anh thừa nhận rằng bản thân mong muốn một ngày nào đó được thi đấu tại xứ sở sương mù. Tôi đã luôn nói rằng tôi muốn chơi bóng ở Anh trong sự nghiệp của mình. Tôi vẫn có mong muốn đó. Tôi muốn phát triển ở Premier League. Hiện tại tôi chưa nghĩ đến một đội Premier League nào. Đây mới chỉ là mong muốn chung chung thôi. Giải đấu đó có sức hút lớn với tôi. Nó tương xứng với chất lượng của tôi, Rabiot nói. Rabiot gia nhập Juventus từ PSG năm 2019 và đã có 32 lần ra sân ở Serie A mùa trước, ghi được 8 bàn thắng. Ngoài Rabiot, Manchester United cũng đã có cuộc đàm phán với đại diện của tiền vệ Moise Caicedo về khả năng chuyển đến từ Brighton. Song song với đó, quỷ đỏ đã đưa ra 3 lời đề nghị cho Mason Mount nhưng đều bị Chelsea thẳng thừng từ chối. Báo chí Anh cho biết Manchester United sẽ không tiếp tục theo đuổi Mount.